Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cái phần hát vân tay là như thế nào nha các bạn. Thì để các bạn có được cái phần hát này thì các bạn phải mua nó trong phần extract ở bên đây nha các bạn. Thì nó nằm ở phần door security á, thì các bạn mua thôi và các bạn sẽ có cái phần đó. Và khi các bạn mua nó chỉ có cái bản thôi, và để các bạn hát được thì các bạn phải cần có hacking device nha các bạn. Các bạn phải làm xong cái web hacking device này thì các bạn mới có thể hát được nha. Ok, rồi và bây giờ mình sẽ hát cho các bạn xem về hai cái phần hát nha. Các bạn ấn nút E và sau đó các bạn chọn cái keypad trước nha. Thì cái keypad này mình không thể hướng dẫn trực tiếp được, nên là mình sẽ nói cho các bạn nhìn theo kiểu hình học các bạn. Nó sẽ nhấp nháy 3 lần cái hình khác nhau và 3 lần cái hình lặp lại giống nhau. Đây đi các bạn. Mình sẽ vẽ cái hình, cái đường đó ra cho các bạn xem. Mình là cái này là mình chỉ tưởng tượng thôi các bạn. Ok, vậy là xong các bạn. Thì cái phần này là cái phần hát khó nhất nha. Thì khi mà các bạn làm security pass này, các bạn nên chọn cái giống mình nha, để các bạn không phải hát cái nút đó nha, rất là đau đầu các bạn. Ok, và tiếp theo đó chính là cái phần vân tay. Thì phần hát vân tay thì nó sẽ có 6 cái vị trí cho các bạn. Đó chính là bên trên đã sẽ có trái, giữa, phải. Bên dưới sẽ có trái, giữa, phải các bạn. Thì các bạn để ý nha. Và lâu lâu nó sẽ cho các bạn cái đỉnh ngón tay và cái đỉnh cái thân dưới của tay nữa. Thì mình hát nha các bạn. Thì cái này các bạn phải luyện tập nhiều, các bạn sẽ nhìn quen thôi, chứ không phải là khó đâu các bạn. Cái này còn dễ hơn cái chấm chấm khi nãy nè. Ok, thì để làm quen á thì các bạn nên nhìn cái hình bên trái trước, sau đó các bạn nhìn bên phải. Thì ở cái phần mình đang để đây nè, thì nó sẽ nằm ở bên phải, ở bên trái, nó sẽ nằm ở bên trái và sẽ nằm ở dưới nha các bạn. Thì khi mình nhìn vô thì mình nhìn bên phải, bên trái, mình xác định vị trí của nó coi chính xác không. Thì mình thấy là có, mình chọn đó. Và cái phần này nó là cái phần bên trái, bên dưới của cái phần ngón tay. Thì các bạn nhìn vào, các bạn nhìn qua thì nó sẽ không thấy. Đó, không có, cái chúng cũng không giống nữa. Nên là các bạn đẩy ra nó ở cái phần này, là nó là cái phần thân ở trên. Thì các bạn nhìn vô cái phần thân ở trên đó thì các bạn sẽ thấy, thì các bạn chọn. Và cái phần này nó chính là cái phần thân ở dưới, phần thân ngón tay ở dưới. Thì của mình đây chính là những cái mũi tên tam giác lên, thì cái này mình chọn là không phải, không qua. Và cái ngón tay của mình là hình vòng cung, thì cái này là thân bên trái ở giữa, thân bên trái ở trên nha các bạn, thì nó không phải. Và cái này là cái phần thân ở trên, phần thân ở trên đó thì cũng không phải luôn. Đường mình đã chọn phần thân ở trên ở đây rồi. Và cái này là cái phần bên dưới giữa nè, dưới giữa nè đó, mình chọn. Và cái phần này phần nhà bên phải ở trên nè, mình chọn đó. Rồi mình ưng ta mình check đó.
Rồi bây giờ cái này là bên trái dưới nè, mình làm quen đúng không? Bên trái dưới nè, không có, rồi bỏ qua. Này là bên phải giữa nè, bên phải giữa nè có nè. Ở này là bên phải trên, là không phải, cái này ở giữa bên dưới đó, đó. Rồi cái này không có, không phải, cái này cũng không phải luôn. Rồi còn lại hai cái này. Ok giờ ok, và tiếp theo đó chính là cái này thì mình nhìn là không có rồi đó. Rồi mình chọn cái này đó, thì nó nằm bên phải đây, các bạn nhìn tập nhìn các bạn quen không? Rồi cái này là cái phần bên dưới nè, các bạn nhìn xuống bên dưới có, các bạn nhìn cái vân tay có cái viền đó, rồi những cái trắng gì đó thì bên dưới đó. Rồi các bạn tiếp cái này mình nhìn qua, nó là bên phải của cái thân ngón tay là không có. Rồi bỏ qua, cái này làm ở phần thân, nhưng mà phần thân của mình là cái hướng khác nhau, mình bỏ qua luôn. Cái này nằm ở phần thân bên trên cũng không có luôn, bỏ qua. Giờ mình chọn hai cái này. Ok rồi, cái phần này là không có, bỏ qua này. Rồi cái phần này có không? Không có luôn. Đây đây chính là cái phần thân ở bên dưới nha, là không có. Rồi bên đây cái là cái phần thân bên phải đó. Rồi phần này, rồi cái này đâu, cái này có không? Không luôn nha các bạn. Cái này, rồi cái này là món phần thân nè, nhìn vô là dễ thấy đó. Rồi cái này không có chắc luôn, mình sẽ chọn cái này tại vì nó có cái dạng nó bên dưới nè, dạng giống cái vân tay bên dưới nè đó. Rồi cái này có chắc tại vì nó nằm bên phải phía trên. Ok chọn. Ok, và một vài lưu ý nhỏ nhỏ đó chính là các bạn không thể hủy được nha các bạn. Mặc dù là nó để hủy các bạn thì nhưng mà không thể hủy được, tại vì hacker của mình đang cản cái tính năng hủy đó. Nếu mà mình hủy thì nó sẽ báo động các bạn đó. Còn khi mà các bạn báo động ở ngoài rồi á thì các bạn mới hủy được, đó là cái lưu ý của mình. Và để các bạn hủy được mà khi các bạn không bị báo động á thì các bạn phải lập sai hết đó, các bạn chọn sai hết thì mỗi lần sai các bạn á nó sẽ hiện một cái signal wrong, và sau đó cái bên phải của bạn nó có 6 cái đỏ. Đi casino thì tùy cái thôi đó, thì nó hết cái phần đỏ này là nó sẽ hủy hack cho các bạn và nó sẽ báo động. Và mình khuyên các bạn nên tập hack đi, tại vì nếu hủy thì nó sẽ tốn thời gian các bạn thôi. Đây mình sẽ bỏ cái cuối cùng nè, fail cái cuối cùng và nó sẽ ghi là mình fail. Rồi thì đó là cái tổng quan về cái phần hack của mình, thì mong các bạn có thể luyện tập được và chúc các bạn thành công. Peace.